Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì tôi phải nói là một ngày hết sức may mắn với tôi. Bởi vì sao? Không phải lúc nào tôi cũng có hai chiếc đồng hồ cùng thuộc một model mà nó lại có điểm khác nhau. Và hơn nữa đó là một trong những cái model sport rất là hot hiện nay. Đó chính là Rolex Pepsi 126710. Cùng khám phá xem cái điểm khác biệt cơ bản giữa hai model này đó là gì các bạn nhé. Đầu tiên thì có thể kể qua một số cái câu chuyện về bộ sưu tập Pepsi này. Đó chính là bộ sưu tập này thì nó được tái bản lại trên cái phiên bản thép vào năm 2018. Đó là một năm mà tôi cũng đi triển lãm Mizuno World. Thì ngay từ ban đầu ấy, thì cái model Pepsi này nó đã rất là hút mắt tôi. Mà rất nhiều người không biết là Pepsi thép 126710 lại có hai phiên bản cho đến ngày hôm nay, tháng 9 năm 2020, nó có hai version. Đây, như các bạn đang thấy, nhìn qua, thoáng nhìn qua thì nó không có quá nhiều điểm khác biệt, đúng không ạ? Nhưng để nhận ra được nó và tại sao tôi gọi phiên bản này là Mark 1, trước đây tôi đã sở hữu hai chiếc, một chiếc, sau đây các bạn, đây là chiếc thứ hai, vì nó rất là hiếm. Bởi vì sao? Vì chiếc đồng hồ này được sản xuất chỉ từ trong, tức là được sản xuất và bán ra từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 1 năm 2019 thôi. Và tôi đã nhận thấy cái sự khác biệt này, cũng như là trên rất là nhiều diễn đàn thế giới người ta có đánh giá và có cái trải nghiệm về chiếc đồng hồ này, đánh giá lại những điểm khác biệt lớn nhất và duy nhất của hai phiên bản Pepsi này, đó chính là vành bezel. Đó, các bạn có thể nhìn thấy không? Cái vành bezel của hai chiếc đồng hồ Pepsi này nó khác màu nhau. Cái vành Pepsi Mark 1, đây tôi chỉ ở đây các bạn, đây là Mark 1 và đây nó là Mark 2 hiện đang sản xuất. Tại sao Mark 1 nó lại hiếm và nó ít như vậy? Thứ nhất, đây là cái vành mà được sử dụng trên phiên bản vàng trắng. Trước đây đã được sử dụng cho một số phiên bản, đó là 116719. Đó, nó là cái phiên bản dây Oyster và lớp vỏ vàng trắng ấy, thì nó sẽ sử dụng cái vành bezel này với cái màu nó hơi nhạt nhạt, màu xanh và màu đỏ nó hơi nhạt nhạt. Còn thế hệ hiện tại thì nó đã thay đổi và đậm, nó đã đậm hơn rất là nhiều. Và những ngày vừa qua ấy, thì chúng ta đã thấy một cái sự tăng giá điên cuồng và chóng mặt của Rolex Hub. Thì tôi có thể chia sẻ với các bạn một chút là thời điểm này không nên mua vào. Vì sao giá Rolex Hub ngày hôm nay, như 3-4 ngày trước thì tôi có review, tôi đánh giá là giá Rolex Hub khoảng tầm 17-18 ngàn, nhưng ngày hôm nay nó đã ngoài 20 ngàn rồi. Đó, và thực sự người bán, người ta không muốn bán, giá thấp hơn 20 ngàn, mà để mua được thì nó cũng phải trên 20 ngàn. Giá thị trường trước này thì thực sự là rất là ít nên là khó định giá. Nhưng trước đây, những chiếc đồng hồ như thế này, những chiếc Mark 1 như này sản xuất trong năm 2018 thì có giá khoảng hơn 20 nghìn giao dịch với những nhà sưu tầm với nhau. Đó, trên 20 nghìn USD. Khi khoảng 10-20 năm nữa thì khi mà những cái nhà sưu tầm người ta quay trở lại, người ta sưu tầm những cái model quý hiếm, thì Mark 1 của Pepsi là một trong những cái model mà tôi nghĩ không thể bỏ qua được. Thì các bạn hãy cùng đánh giá về cái màu sắc các bạn nhé. Rất là nhiều người thích cái màu sắc đậm của cái model đồ mới hơn. Nhưng đối với tôi thì tôi thích cá nhân thôi, thích cái màu hơi nhạt nhạt của vành bezel Mark 1 Pepsi. Đó, hiện nay thì Pepsi mới, thế hệ mới này có giá thị trường, giá hãng thì không đổi khoảng tầm hơn 9.000 USD, nhưng giá thị trường của chiếc Pepsi này các bạn có thể tham khảo Pro24 hoặc là một số kênh bán hàng khác thì nó có giá dao động khoảng tầm 18.000 USD trong một chiếc Pepsi mới 2020. Còn một chiếc Mark 1 thì rất khó để có giá. Đó, vì những cái nhà sưu tầm, những người mua, người chơi thì thường họ sẽ giữ lại. Đó, chơi Rolex thì nó giống như là chúng ta chơi một thứ chơi dành cho riêng mình vậy. Không có nghĩa là các bạn mua theo trào lưu là về sau nó sẽ tăng giá, mà là chúng ta thích, chúng ta trải nghiệm, chúng ta hưởng thụ nó, đến bất chợt một ngày nó tăng giá thì đấy là một cái niềm vui nho nhỏ thôi. Chứ không có nghĩa là chúng ta mua một chiếc đồng hồ mới, chúng ta cất két và chúng ta để 5 năm sau, 7 năm, 10 năm sau chúng ta bán, không phải thế. Mà chơi đồng hồ, nhất là những chiếc Rolex chẳng hạn, Sport chẳng hạn, thì chúng ta phải có cái cảm giác đeo rất là sướng. Chiếc đồng hồ
bên cạnh chúng ta hàng ngày, đi đâu chúng ta cũng có thể là chúng ta cảm sờ nắn trải nghiệm, sờ những cái vành bezel, sờ chất liệu thép, sờ cái dây đeo đó. Và trong những cái video mà tôi nói về Pepsi hay The Hulk hay là Batman thì tôi là một người rất là nghiện sport, nhưng chưa bao giờ tôi khuyên các bạn là nên mua sport với cái mức giá premium cao như vậy đó. Và chúng ta nên tìm hiểu về những chiếc đồng hồ sport trước. Nếu mà chúng ta mua được với những chiếc Rolex sport với giá thì xin chúc mừng các bạn, các bạn đã còn may mắn hơn tôi đấy, vì tôi không bao giờ tôi mua được Rolex sport với giá rồi các bạn đó. Rồi, ngày hôm nay thì rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu như các bạn có những đề tài nào cần trao đổi, đừng ngần ngại comment ở phía bên dưới các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.